Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay lá cày cục ruộng nha các bạn. Đang kéo thép. Cái này cái cồn cao quá, kéo xuống cái búng như đây. Khu vực cánh đồng đất đỏ nha các bạn, một khu đất đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Máy này đang đánh đường nước. Đang đánh đường nước nha. Dưới đây thì đang xả lúa. Ba chiếc máy cày nha các bạn. Quá nắng luôn. Tại ngay cái hướng mặt trời các bạn ơi. Mình đang quay đây ngay cái hướng mặt trời. Nắng cháy quá. Bạn xem thông cảm cho mình nha. Lúa giống trở ra kìa. Kéo đất xuống nha các bạn. Quá mướt luôn. Hai giống xuống là hít liền. Rồi quýnh là nước giáp rồi nha các bạn. Rồi máy qua đám kia luôn á. Bây giờ thấy cái bóng nữa, người thành hai người không? Thấy chỗ nước này mới thấy rõ nè, đó. Ba máy quăng, quá quăng. Kéo cái cồn xuống ngập dáng luôn nha, đầy dáng luôn.
này trứng trứng ốc bươu vàng các bạn ơi. Đó hết luôn. Đó các bạn thấy không? Đó rồi hết luôn. Ruộng khổ cực cũng vui quá các bạn. Anh này là chạy buông tay luôn nha. Cái bún này là không có đứng lên dán thép nữa. Đó, lên cồn mới đứng. Bún này quá sâu, trên đó là cao. Ba máy luôn nha các bạn. Hai máy là kéo thép, một máy là thả láng rồi đánh đường nước nha. Anh này anh đang chờ hai cái máy này. Hai máy này kéo bình hết rồi bắt đầu anh mới quýnh đường nước.
anh kia là đi vét đường nước lại nha các bạn. Theo mấy góc bờ đồ đó, dơ á, cỏ đồ nó tấp vô mấy anh vét lại. Quá vui, yên tai. Con quay phim chơi á mà. Nông dân Việt Nam đồ làm nông nghiệp như thế nào đâu. Giờ vậy thì quá mướt rồi. Thế thì ngày bận như thế. Dạ. Hay lắm. Lên một luôn. Này để giống xuống là nó hít thôi, xuống luôn. Rồi đám này kéo một cái nữa là xong nha các bạn. Nó chạy lên luôn á, qua đám khác luôn á. À còn đi vòng bao nữa. Giống hả? Dạ. Quá mướt các bạn ơi. Từ giữa này có cái mương bê tông. Cái ruộng bây giờ làm là quá đẹp rồi. Thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó, ruộng này quá lớn luôn rồi. Giác giống đi á, sợ đó. Rồi, chào các bạn nha.